Thì chị sinh em bé được mấy tháng rồi chị Kiều? Dạ được 5 tháng 10 ngày. 5 tháng 10 ngày rồi em bé gửi ở đâu hả vậy? Em bé gửi với ngoại cho ngoại giữ. Đây là tấm lòng của Quỳnh Cường 200, An Nhu 200, Lê Trần 200, nhóm tình thương mến thương 200, chị Hiền 200 và Hoàng Long. Tất cả các bạn hôm nay đã quay trở lại kênh YouTube của An Giang Lê Thanh. Cũng nhân dịp mùa xuân đến, Lê Thanh cũng có một cái quỹ từ thiện chút ít tiền của bà con để đi giúp những hoàn cảnh nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Thì bên cạnh đó Lê Thanh ghé vào gia đình của chị Kiều. Thì trước đây Lê Thanh cũng có ghé thăm rồi, Lê Thanh cũng biết gia đình chị Kiều cũng gặp khó khăn, và Lê Thanh cũng ghé lại đây để giúp chút ít tiền cho gia đình chị Kiều để có tiền để ăn Tết. Mời khán giả cùng theo dõi một đoạn video này nhé. Rồi, cái chả đi làm vậy? Chả đi làm thì bánh trên bữa ba mà cho. Tao cho đó hả? Mì với gạo đường ngọt mấy ngày Tết nè. Cái này chắc nó xét cận nghèo không nghèo đâu á. Đâu qua này là bị tình cái nhà. Dạ. Trên Châu Đốc á, thị xã Châu Đốc á. Dạ. Nó xuống nó cho ba đậu văn phòng. Dạ. Rồi ngồi đây đi chị. Đó thì Lê Thanh cũng mấy ngày Tết Lê Thanh trở lại thăm gia đình của chị Kiều. Cài cài cho mấy đứa ngồi đó luôn đi. Để mình chờ cho em gửi cái mic để kịp cổ áo đi ha. Để em gửi. Rồi đấy như đây. Đó thì nãy Lê Thanh có ghé thì chị chưa về thì hỏi thăm gia đình. Cái này nó có. Dạ, rõ sáng đấy ha. Đó. Thì chị sinh em bé được mấy tháng rồi chị Kiều? Dạ được 5 tháng 10 ngày. 5 tháng 10 ngày rồi em bé gửi ở đâu hả vậy? Em bé gửi với ngoại cho ngoại giữ. Rồi mình sao mình không để đây mình chăm sóc luôn? Tại để đây mà rất khuya em đi rồi á. Rồi không có ai chừng coi hết trơn. Mẹ đây thì bệnh yếu đâu coi được ha. Mình cũng xin giới thiệu khán giả thì chị Kiều trước đây Lê Thanh cũng có ghé thăm gia đình, cũng được giới thiệu có bà con ở đây. Là lúc trước đó thì chồng của chị Kiều mắc mà chị Kiều mang thai đó. Rồi mẹ chồng thì bệnh. Rồi cô chia sẻ là căn bệnh của cô như thế nào con? Chị cô bị bệnh gì? Bị xương sống, bị đôi mắt xương sống à. Bị đĩa đệm. Dạ. Rồi cô đi đứng là nhờ cái này đó hả? Cái đồ lăn này hả? Dạ. Dạ. Đi nhịn đau cái cũng đỡ bởi cho nên thì trong gia đình là chỉ còn cô với chị Kiều với hai em bé này với bé nhỏ, thì chị Kiều giống như là đi làm để gánh vác trong gia đình luôn ha. Dạ. Thì bây giờ chị còn đi kéo cá nữa không? Dạ không, giờ mần khô cá lóc ngoài chợ anh. Đi mần mướn cho người ta ha. Dạ. Rồi mấy ngày nay chị có làm không? Dạ nhờ gặp Tết thì cũng nhờ Tết thì em cũng mần, ngày nào cũng có mần cũng đều đều vậy đó. Rồi một ngày chị mần được nhiêu chị Kiều? Ngày mặn trăm mấy, giờ này về là em được 170. 170 á. Từ khuya tới giờ lúc 12 giờ tới giờ. 12 giờ khuya. Rồi tới giờ này cũng là giống như 12 tiếng đồng hồ rồi đó. Dạ. Rồi cũng được trăm mấy cũng vất vả ha. Rồi mấy đứa cháu ở nhà. Dạ hai cháu em để ở nhà thì sáng này lớn cũng nhờ được hết cũng biết là mua đồ ăn đủ cái nọ gì. Nấu cơm ai nấu? Nấu cơm tự nấu luôn. Nhỏ này nấu luôn hả? Dạ. Cũng giỏi à. Nấu đi chợ mua đồ ăn mình nên mới. Dạ. Rồi cháu bé ăn trai ăn gái chị? Dạ ăn gái. Gái đang gửi bên ngoại đặng chị Kiều ở đây đặng có cái thời gian để đi làm, tại vì chị thức khuya đó cho nên chị phải gửi bên ngoại để chị thì cũng trước nhất cũng xin chúc cho chị được cháu gái ăn dễ thương nha. Dạ. Hai trai một gái. Thì vừa qua Lê Thanh có quay đó cũng có được bà con giúp đỡ chút ít tiền để cho chị Kiều sanh cháu đó ra. Rồi trong cái lúc thời gian sanh đó nó cũng có gặp nhiều khó khăn gì vấn đề tiền bạc không chị? Dạ có những khó khăn thì nhờ cô Hát này giúp đỡ được anh. Dạ cũng nhờ bà con anh chị em gom góp tiền thêm ha. Dạ gom tiền. Cái đó mình sanh bảo hiểm hay là sanh tư vậy? Dạ sanh tư anh. Tư tốn tiền nhiều không? Dạ tốn tiền, nhưng sanh em sanh cũng tốt đó, rồi tốn cứ 3 triệu mấy thôi. Trong vòng 3 ngày, dạ tiền kia tiền ăn tiền uống gì kia ít tốn thôi. Tại mình xin cơm trong nhà từ thiện cho ăn á anh. Dạ, cãi cho ngồi chơi đi. Cho ngồi chơi đi. Ở sớm hay gì?
Dạ cháu. Cháu luôn ha. Dạ. À, cháu ngoại của anh nãy ha. Đó thì mấy ngày Tết Lê Thanh cũng đi vòng vòng đi viếng thăm những bà con mà trước đây Lê Thanh có từng quay viết khó khăn đó. Thì nhân dịp Tết cũng trở lại thăm với gia đình như thế nào. Thì được biết thì chị Kiều là gánh vác trong gia đình trong khi chồng đã mất rồi. Đó thì khán giả cũng thấy mẹ già bệnh, cái này mẹ chồng nha khán giả. Và hai đứa con với em bé nữa thì một tay chị Kiều. Thì chính vì thế Lê Thanh hôm nay cũng ghé thăm và cũng mừng cho chị sinh được em bé. Và thứ hai nữa cũng giúp chút ít tiền nhỏ nhỏ, cũng tấm lòng của bà con. Đây là cái quỹ từ thiện thì gần Tết thì cũng còn chút ít thôi. Lê Thanh cũng đi chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Thì Lê Thanh sẽ gửi cho gia đình chị 1 triệu để có tiền ăn Tết nha. Dạ. Dạ. Dạ thì đây là tấm lòng của Quỳnh Cường 200, An Nhu 200, Lê Trần 200, nhóm tình thương mến thương 200, chị Hiền 200 và Hoàng Long 200. Là 1 triệu 2 này cũng hy vọng sẽ giúp ích cho chị trong cái lúc khó khăn này và đặc biệt là mấy ngày Tết để mua đồ ăn nha. Đây là 1 triệu 2 chị. Dạ cho em gửi lời cảm ơn anh Thanh nha, với mấy anh cô chú này để giúp đỡ em có số tiền này để lo dịp Tết này cho cháu. Rồi thì không có gì, đây là một cái quỹ nho nhỏ bà con cũng còn chút ít thì Lê Thanh đi chia sẻ trong mấy ngày Tết. Thì trước khi ghép lại video, đầu tiên cũng xin chúc cho gia đình chị dồi dào sức khỏe nha. Thì cũng chúc cho chị mạnh khỏe để cố gắng để có cái sức khỏe đi làm nuôi gia đình. Sau đó Lê Thanh cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã có gửi chút ít tiền cho Lê Thanh để đi giúp những hoàn cảnh tùy duyên, hoàn cảnh nào khó khăn Lê Thanh xem xét và giúp. Đó thì nhân dịp năm mới về, Lê Thanh xin chúc cho các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm được nhiều sức khỏe, bình an, may mắn trên bước đường sự nghiệp của mình. Và Lê Thanh cũng hẹn khán giả những video tiếp theo đi giúp bà con nghèo. Lê Thanh xin chào ạ. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.